Ngày 3 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã dành chọn một ngày để chất vấn các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố về các vấn đề nóng được nhiều cử tri quan tâm. Các nhóm vấn đề được lựa chọn để chất vấn gồm nhóm vấn đề về kinh tế, nổi lên là vấn đề nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất, nhóm vấn đề về quản lý đô thị, nhà ở, đất đai, nổi lên là vấn đề trật tự xây dựng, quản lý nhà chung cư, nhà chuyên dùng, quản lý đất đai, phòng cháy chữa cháy. Nhóm vấn đề về văn hóa xã hội, nổi lên là vấn đề xây dựng và quản lý công viên, vườn hoa, sân chơi, vấn đề nước sạch nông thôn. Nhóm vấn đề về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, nổi lên là vấn đề ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp, môi trường làng nghề, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Sau khi nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Hồng Khanh báo cáo tình hình và kết quả trả lời kiến nghị cử tri và các kết luận của Hội đồng Nhân dân thành phố về các nhóm vấn đề nêu trên, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đặt nhiều câu hỏi cho các trưởng ngành của thành phố. Đã có 20 lượt đại biểu nêu câu hỏi và tái chất vấn. Phiên chất vấn được 3 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và 9 giám đốc sở ngành trực tiếp trả lời. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu dành sự quan tâm là việc thu hồi thuế nợ đọng. Theo báo cáo của ông Hà Minh Hải, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, hiện số nợ thuế còn lại là hơn 21.800 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 2.557 tỷ đồng. Hiện nay, tiền chậm nộp thuế đang tăng theo cấp số cộng với gần 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Nếu trong năm tới, thành phố không xử lý triệt để tình hình, thì số nợ sẽ tiếp tục tăng lên, khiến việc xử lý nợ thêm nhiều khó khăn. Cơ quan thuế sẽ xử lý các cái giải pháp rất là quyết liệt để đảm bảo cái thu đầy đủ về. Này, trong đó thì có một cái giải pháp mà chúng tôi đang xác định là ngoài cái triển khai quyết liệt, thì có một cái giải pháp đánh giá của cái việc công bố cục hàng. Thế này thì phối hợp vừa rồi của Cục Hà Nội trong 2015, đặc biệt từ tháng 6, khi mà có cái dữ liệu của chúng tôi tập trung cái phân tích đánh giá của cái nhóm nợ trọng điểm nợ lớn ấy, thì chúng tôi bắt đầu tiến hành công khai. Vì cái công khai và cưỡng chế này phải đảm bảo nợ chính xác. Nếu nợ không chính xác thì ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Để khắc phục, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, thành phố sẽ áp dụng tất cả các giải pháp mạnh để thu hồi, trong đó tập trung vào nợ có khả năng thu hồi, đồng thời công khai các doanh nghiệp có nợ đọng thuế lớn, có giải pháp mạnh hơn để giải quyết tình trạng doanh nghiệp gian lận trong sử dụng hóa đơn, trốn khỏi nơi kinh doanh. Nằm trong nhóm nội dung về quản lý đất đai, các đại biểu cũng đã chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chỉ đạo đầu tư công viên Tuổi Trẻ. Tôi được biết rằng là lúc đầu công viên Tuổi Trẻ thủ đô được thành lập là trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Sau đó và cho đến giờ hiện nay là công viên đã trực thuộc công ty công viên cây xanh. Thế nhưng mà tại cái công viên này thì nhiều năm nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng và để cho rất là nhiều những cái các đơn vị khai thác không có hiệu quả. Và cái mảnh đất này cũng đã để thành những cái nơi trông xe ô tô và làm những cái việc nó không đúng của tính chất của một công viên. Do vậy tôi hỏi bên Ủy ban dân thành phố là bao giờ Ủy ban dân thành phố có cái chỉ đạo để đầu tư xây dựng công viên theo đúng nghĩa của mình. Xin hết. Tháng 3 năm 2010 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt cái điều chỉnh quy hoạch của cái công viên Tuổi Trẻ. Và trên cơ sở đó thì công viên Tuổi Trẻ thực hiện mới này. Hiện nay cái tổ dân cư số 4 đề nghị bỏ phiếu kiểm tra thì báo cáo với Hội đồng Nhân dân thành phố 100% đều cùng đi. Thế như vậy chúng ta thực hiện theo cái quy hoạch phương án đẹp 12-8 thôi. Thế thì cái này thì thẩm quyền sẽ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thực hiện. Thì nhân dân đấy sẽ có cái điều kiện để cải tạo, xây dựng nhà ở trong khu dân cư số 4. Với cái việc đó thì chúng ta sẽ giảm được kinh phí đầu tư 2.000 tỷ đồng và đồng thời không phải tái định cư cho 800 hộ dân. Khép lại phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận xét, phần trả lời của các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giám đốc các sở ngành cơ bản đã đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và đã giải trình đáp ứng được hầu hết các vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, vẫn có nội dung của một số ngành còn trả lời chưa rõ, chưa đưa ra được giải pháp cụ thể và có tính khả thi. Chất lượng phiên chất vấn cũng nhận được sự chia sẻ từ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Cái phiên chất vấn này là cái phiên chất vấn là đánh giá lại toàn bộ tất cả suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các câu hỏi chất vấn của đại biểu và các kết luận của chủ tọa kỳ họp giao trách nhiệm cho ủy ban trong vấn đề thực hiện các cái nội dung chất vấn và lồng luôn vào là 20 cuộc giám sát của thường trực hội đồng thành phố trong suốt 5 năm qua và giám sát của các ban. Qua các cái cuộc giám sát thì
Thường trực Hội đồng thành phố cũng như các ban đều có những cái đánh giá và những cái yêu cầu ủy ban phải khắc phục những các cái tồn tại đó trên tất cả các lĩnh vực.